Còn sau đây, biên tập viên thời tiết Hương Liên sẽ chuyển tới quý vị những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Hương Liên ạ. Ngày hôm nay tôi thấy là thời tiết miền Bắc đã ấm dần lên rồi khi mà nắng ấm xuất hiện. Vậy thì không biết đây có phải là một dấu hiệu tích cực cho thấy là tuần sau thì thời tiết sẽ ấm dần lên hay không ạ? Vâng, đúng là như vậy đấy Hoàng Dương. Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì khoảng từ ngày 27-28 tháng 12 đến Tết Dương lịch, thời tiết sẽ ấm lên nhanh, chấm dứt rét đậm rét hại ở miền Bắc. Như vậy là trời sẽ chỉ còn giá rét trong 4 ngày nữa. Trước mắt thì đêm nay sáng sớm mai, dự báo băng giá sương muối có thể tiếp tục xuất hiện ở nhiều điểm núi cao miền Bắc như là Y Tý, Phan Xi Păng, Phia Quắc, Mẫu Sơn, nhiệt độ hạ xuống chỉ quanh mức đóng băng 0 độ C. Thời tiết giá rét như vậy, nếu quý vị có kế hoạch lên vùng núi cao để săn băng dịp cuối tuần này thì nên chú ý một số điều sau. Thứ nhất là cần mặc quần áo đủ ấm, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, nên mặc quần áo không thấm nước, tránh để bị ướt. Chú ý đường trơn trượt do băng giá dễ gây tai nạn, tốt nhất là không đi bằng xe máy. Nên ăn uống các đồ ấm và nóng. Những người có bệnh mãn tính thì cần mang đầy đủ thuốc cá nhân. Với các nơi khác của miền Bắc, đêm nay sáng sớm mai cũng rét cóng. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội và hầu hết các thành phố đều từ 10 độ C trở xuống. Đến trưa và chiều mai, trời có nắng khiến nhiệt độ tăng nhanh gần chục độ so với buổi sáng. Toàn miền phổ biến từ 18 đến 20 độ C, bầu không khí bớt rét nhưng lại rất hanh khô, độ ẩm thấp nhất có nơi chỉ còn 30%. Ở miền Trung thì nhiều nơi từ Quảng Trị tới Ninh Thuận vẫn còn mưa vào ngày mai, lượng mưa là từ 15 đến 30 mm và có điểm mưa to trên 60 mm, đề phòng sạt lở đất cục bộ ở các sườn đồi núi. Còn bây giờ, xin chuyển sang các thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong 2 ngày cuối tuần. Thành phố Hà Nội thứ Bảy, Chủ nhật đều rét cóng về đêm và sáng 9 đến 11 độ C. Còn ban ngày trời có nắng và hanh khô, nhiệt độ tăng lên 18 độ C. Thành phố Đà Nẵng cả 2 ngày cuối tuần đều có mưa rào bất chợt, trời lạnh với nhiệt độ cao nhất không vượt quá 22 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh 2 ngày cuối tuần nắng đẹp, trời không còn nóng như mấy ngày trước, nhiệt độ cao nhất khoảng 30-31 độ C.